Chà, đoán xem nào, đã đến lúc tham gia vào một vòng mới của trò chơi sự thật hay lầm tưởng. Hãy xem các sự thật mà bạn biết hồi nhỏ và tìm hiểu xem điều gì có thật và điều gì chỉ là quan niệm sai lầm phổ biến. Xác sống không phải chuyện bịa. Đúng, được rồi, con người chúng ta không thể biến thành xác sống như ta thấy trong phim, nhưng vương quốc động vật thì có xác sống đấy. Ví dụ như, một loại nấm dùng một chất riêng để chiếm lấy các con kiến. Não kiến sẽ bị thay đổi và con kiến sẽ rời bỏ gia đình đi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, tìm một cành cây hoặc lá thích hợp để nấm mọc từ đó và rồi lại giải phóng bào tử trở lại môi trường. Loài rơi bị mù. Không hề đúng chút nào. Lầm tưởng này có lẽ đến từ dữ kiện rơi là sinh vật sống về đêm và có khả năng nghe xuất sắc. Chúng chủ yếu đi săn mồi khi trời tối và hoạt động nhờ định vị bằng tiếng vang, giống như cá voi. Nhưng điều đó không có nghĩa là rơi mù. Mắt của chúng không vô dụng đâu, mà điều chỉnh để thích ứng với điều kiện ít sáng. Thác nước lớn nhất thế giới nằm dưới đại dương. Điều này thì đúng. Nó nằm ở biển Bắc Âu. Nước biển lạnh đặc hơn thác nước ấm, thác cao khoảng 3 km. Loài to vò nhỏ nhất thế giới không lớn hơn một amip. Điều này cũng là thật. Loài to vò này có các bộ phận cơ thể giống như bao loài côn trùng khác, chẳng hạn như mắt, cánh, não, chân, vân vân, nhưng chỉ dài 0,2 mm. Như vậy, trong hầu hết các trường hợp, nó còn nhỏ hơn sinh vật đơn bào là trùng amip. Một quả trứng đà điểu luôn có vài lòng đỏ. Không đúng. Cũng giống như trứng gà thông thường, một quả trứng đà điểu chỉ có một lòng đỏ. Tuy nhiên, lòng đỏ này rất lớn, bằng khoảng 24 lòng đỏ trứng gà. Mọi loài khủng long đều khổng lồ. Chà, sai nhé. Trong các bộ phim, chúng là những con thằn lằn to lớn. Có vậy, nhưng không. Thứ nhất, có rất nhiều loài khủng long nhỏ. Có loài chỉ nhỏ bằng một con gà tây hoặc chim bồ câu. Hơn nữa, vài loài khủng long như T-Rex còn có lông vũ bao phủ, đặc biệt là ở những giai đoạn đầu của cuộc đời. Oxy không màu. Điều này đúng, nhưng chỉ một phần. Ở thể khí, oxy không có màu, nhưng ở thể rắn hoặc lỏng, nó có màu xanh da trời. Chúng ta chỉ sử dụng 10% bộ não. Chà, nếu nói về bản thân tôi thì điều này đúng, còn nói tổng thể thì sai. Ý tưởng về việc ẩn giấu sức mạnh phi thường trong phần còn lại của bộ não tạo nên một bộ phim hay, nhưng trên thực tế thì khác. Chúng ta lúc nào cũng sử dụng 100% não bộ, chỉ là trong hoàn cảnh khác nhau. Các phần của não hoạt động không đồng đều mà thôi. Lầm tưởng 10% này xuất phát từ các nhà tâm lý học của Harvard, William James và Boris Sidis vào những năm 1890. Tôm hùm nếm bằng bàn chân. Đúng vậy, điều này là thật. Con người đôi khi cũng làm vậy. Chúng ta có thể ném tỏi bằng chân. Hãy thử chà tỏi vào gan bàn chân và cảm nhận vị trong miệng. Hóa chất tạo nên mùi đặc trưng của tỏi sẽ được hấp thụ qua da, đi qua máu và cuối cùng là đến miệng và mũi của bạn. Chà, may mà ngoài tỏi ra, chúng ta không phải nếm mọi thứ mà chúng ta dẫm chân lên. Tiếp tục nào, họ vượn là tổ tiên của chúng ta. Không. Tất cả chúng ta đều là động vật linh trưởng và có chung tổ tiên xa xôi là họ vượn, giống như tinh tinh. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa diễn ra theo một cách phức tạp hơn thế. Cây phả hệ phân chia, mỗi loài phát triển theo hướng riêng của mình. Theo đó, con người và họ vượn có nhiều đặc điểm khác biệt sau khi phân chia nòi giống trong quá khứ xa xôi. Vậy có lẽ người Neanderthal là tổ tiên của chúng ta? Lại là lầm tưởng. Cho dù có lúc họ tồn tại cùng thời với người hiện đại, nhưng chủ yếu sinh sống ở các khu vực khác nhau của hành tinh. Vì vậy, họ không chỉ là một giai đoạn phát triển của con người mà còn là một nòi giống khác. Họ cũng rất sáng tạo, sử dụng lửa, chế tạo công cụ, ăn thảo dược, vệ sinh răng miệng và làm nhiều việc tương tự như loài của chúng ta. Người Neanderthal đã tuyệt chủng có lẽ do sự biến đổi mạnh của khí hậu. Mặt trời có màu vàng. Không đúng, đây là một ảo ảnh do bầu khí quyển của trái đất tạo ra. Màu thực của mặt trời là trắng,
tất cả phụ thuộc vào nhiệt độ. Một ngôi sao càng lạnh thì màu của nó càng đậm hơn. Vì vậy, những ngôi sao lạnh nhất có màu đỏ sẫm hoặc nâu, và sao nóng hơn thì có màu đỏ. Nếu ngôi sao ở mức 9.700 độ C, nó có màu xanh lam. Mặt trời không phải là ngôi sao nóng nhất, vì vậy với nhiệt độ bề mặt hơn 5.700 độ C, nó có màu trắng. Lỗ đen thực sự là lỗ. Đây là quan niệm sai. Trái với tên gọi của mình, lỗ đen không trống rỗng mà là những vật thể rất đặc và có lực hấp dẫn cực kỳ mạnh. Đây, bước vào đây. Úi! Nếu đánh bạo đi vào sa mạc, có lẽ bạn vẫn cần mang theo ô. Đúng. Quan niệm sai lầm phổ biến là sa mạc không bao giờ có mưa. Ví dụ như sa mạc Sonoran ở Arizona có lẽ là một trong những sa mạc ẩm ướt nhất trên trái đất với lượng mưa lên đến 50cm mỗi năm. Chó chỉ có thể phân biệt được màu đen và trắng. Lầm tưởng. Chắc chắn là cún của bạn không thể phân biệt được màu hạt rẻ với màu tím, nhưng chúng có thấy một số màu. Màu chủ đạo mà chúng thấy là xanh dương và vàng. Ví dụ như đối với cầu vồng, chó sẽ nhìn thấy một dải màu nâu nhạt, vàng nhạt, xám. Mỗi câu chuyện đều có hai mặt, giống như miếng bông tẩy trang vậy. Hai mặt có kết cấu khác nhau, nó một cách chính xác. Một mặt trơn và bạn nên dùng nó trên các vùng nhạy cảm của gương mặt, chẳng hạn như vùng mắt. Mặt thô ráp hơn có thể giúp bạn tẩy trang và làm sạch mặt ở các vùng ít nhạy cảm hơn, ví dụ như trán. Nếu bạn thích trồng cây xanh trong nhà thì có lẽ bạn đã để ý thấy rằng đáy của chậu hoa có lỗ. Những lỗ này chính là lý do mà người bạn xanh được sống vui khỏe. Lỗ ở đáy chậu vô cùng quan trọng trong việc thoát nước. Nhờ chúng, bạn sẽ tránh được nước tù đọng, gây úng và làm chết cây. Ngoài ra, với những lỗ này, rễ có thể mọc đâm ra bên ngoài chậu. Bạn đã bao giờ để ý thấy kính râm chuồn chuồn chủ yếu có trong kính màu xanh lá chưa? Hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc của chúng nhé! Chúng xuất hiện lần đầu vào những năm 1930. Trước đó, phi công có loại kính riêng, bảo vệ mắt khi họ ở trên không trung. Độ cao lớn với ánh nắng chói và nhiệt độ dưới không quả là bài kiểm tra lớn đối với đôi mắt. Loại kính phi công đã giúp họ giải quyết những vấn đề đó, nhưng rồi lại có một vấn đề khác. Vì nhiệt độ bên ngoài và bên trong kính có sự chênh lệch lớn, nên trong kính nhanh đọng xương và làm mờ tầm nhìn của phi công. Vì vậy, công ty Bausch & Lomb đã phát minh ra trong kính hình giọt nước có khung kim loại nhẹ bao quanh. Trong kính có màu xanh lục đậm vì màu này loại bỏ ánh sáng xanh, vốn cũng là một vấn đề đối với phi công khi bay phía trên đường mây. Thêm vào đó, trong kính xanh lục còn giúp giảm độ chói, cải thiện độ tương phản và sắc nét. Các lỗ ở hai mặt của giày Converse, chúng có thực sự cần thiết không? Chà, các lỗ này cho phép không khí đi vào bên trong giày, giúp hạ nhiệt cho bàn chân. Bạn cũng có thể tạo phong cách và buộc dây giày theo vài cách khác nhau. Có hai lý do cho việc chai nhựa có rãnh. Trước hết, nếu bạn uống nước lạnh và ngoài trời đang nóng hừng hực, bạn sẽ thấy nước ngưng tụ nhiều trên chai. Hoặc giả sử bạn đang chơi một môn thể thao nào đó hoặc tập thể hình. Tay bạn đẫm mồ hôi và nếu chai nhựa có bề mặt trơn nhẵn thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc cầm chắc chai. Vì vậy, các rãnh có công dụng cải thiện khả năng cầm nắm cho bạn. Lý do thứ hai là các công ty sản xuất có thể dùng nhựa mỏng hơn, nghĩa là họ cần ít vật liệu hơn trong quá trình sản xuất nói chung, và lượng nhựa đó vẫn đủ chắc chắn để chai duy trì hình dạng của mình. Mặc áo khoác bằng gỗ không phải chỉ để cho đẹp mắt thôi đâu. Vì được làm bằng gỗ tuyết tùng nên chúng mang đến mùi hương dễ chịu cho tủ quần áo. Hơn nữa, chúng còn đuổi côn trùng. Móc gỗ cũng rất chắc chắn, phù hợp với loại quần áo dày như áo khoác. Hơn nữa, vì chúng khó bị hư hại nên bạn có thể sử dụng chúng lâu hơn. Hẳn bạn đã để ý thấy một hình vuông có màu ở đáy của tuýp kem đánh răng. Những khối này thường có màu xanh dương, đỏ, xanh lá và đen. Chúng là viền đánh dấu vì chúng giúp máy móc sản xuất tại dây chuyền lắp ráp nhận biết được vị trí và thời điểm cần cắt tuýp kem đánh răng và đóng kín đầu tuýp. Một số loại bốt có vòng ở đỉnh và phía sau, có vẻ như một đặc điểm mang tính thời trang nhỉ? Hoặc công ty sản xuất thêm vào cho vui? Nhưng thực ra, các vòng này có công dụng đấy. Bạn có thể dùng vòng này kéo giày khi xỏ chân vào. Hơn nữa, bạn có thể dễ dàng treo chúng hoặc dùng vòng để hỗ trợ tốt hơn cho dây giày. Thú nhận đi nào!
Bạn có nhớ các đầu đi kèm với máy hút bụi của bạn không? Bạn có cất chúng đi và chẳng bao giờ sử dụng nữa. Thực ra chúng khá hữu ích khi bạn dọn nhà, vì bạn có thể dùng các đầu này cho những khu vực cụ thể mà đôi khi đầu gắn thông thường khó với tới. Chúng ta đều biết rằng dụng cụ bào vỏ có tác dụng gì. Nhưng bên cạnh việc gọt vỏ cà rốt hay khoai tây, bạn có thể dùng nó với cả hành tây đấy. Dùng dụng cụ bào vỏ vừa nhanh hơn so với dùng dao vừa giúp bạn không bị chảy nước mắt. Một số áo nỉ có một điểm khác biệt ở vùng cổ. Một đường khâu hình chữ V mà bạn có thể nhìn thấy ở giữa cổ áo. Đường đệm có gân, tương tự như gân ở viền và tay áo, tạo điều kiện cho chủ sở hữu mặc đồ vào dễ dàng hơn, và nó sẽ không bị mất dáng. Đường đệm chữ V có khả năng co giãn nên người mặc áo nỉ có thể luồn đầu qua cổ áo. Ngoài ra, nó cũng có công dụng thấm mồ hôi. Ở những phiên bản đầu tiên, cổ của áo nỉ có cả mặt sau và mặt trước. Qua thời gian, áo mất đi phần cổ sau. Và đường đệm hình chữ V này đã trở thành một đặc điểm trang trí vì các công ty sản xuất bắt đầu khâu chữ V ở cổ áo mà không sử dụng vật liệu có gân như trước đó. Các hình vuông hoặc hình tròn có màu sắc rực rỡ mà bạn nhìn thấy trên gói thực phẩm không phải để biểu thị vitamin, khoáng chất hay hương vị của thực phẩm đâu. Và không, đó không phải là mã bí mật mà người tiêu dùng phải giải. Thực chất, chúng dành cho các kỹ sư in ấn. Các hình này được gọi là miếng kiểm soát quá trình hoặc khối màu của máy in. Trong quá trình in bao bì thực phẩm, các công ty sản xuất sử dụng khối màu để kiểm tra xem mực in có chính xác không. Họ so sánh màu sắc của các khối được in nhằm đảm bảo rằng thương hiệu đó có chất lượng đồng đều và dễ nhận biết trên toàn thế giới. Chắc hẳn bạn biết rất rõ một vài điều liên quan đến cơ thể mình, hay là không nhỉ? Bạn có thể đoán được kiến thức nào là thật và đâu chỉ là chuyện hoang đường không? Mỗi đáp án đúng sẽ được một điểm. Nhớ cho tôi biết kết quả của bạn nhé. Trứng nâu dinh dưỡng hơn trứng màu trắng, đúng hay sai? Sai lè, không có nghiên cứu nào nói rằng trứng màu nâu lành mạnh hơn trứng màu trắng cả. Điểm khác biệt duy nhất đó là màu sắc của vỏ trứng. Màu vỏ trứng không ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng hay chất lượng của trứng. Màu trứng có liên quan đến loại gà. Gà có dái tai trắng thường đẻ ra trứng màu trắng. Bạn đã bao giờ nghe được lời khẳng định rằng một lượng lớn bụi trong nhà bạn thực chất là da chết chưa? Nghe đáng sợ nhỉ? Vậy bạn nghĩ đây là sự thật hay điều hoang đường? Chỉ là điều hoang đường thôi. Bạn không chỉ làm rơi tế bào da trên sàn mà bụi trong nhà còn đến từ nhiều thứ khác nữa. Theo một nghiên cứu trên các ngôi nhà ở Canada thì sơ vải, tóc, vật liệu xây dựng, nấm mốc, phấn hoa, bộ phận cơ thể côn trùng và tro là một vài trong số đó. Điều này cũng có lý vì một ngôi nhà nằm gần những con đường đông đúc hoặc nơi đáng được sửa chữa sẽ có nhiều bụi hơn một ngôi nhà giữa rừng. Da chính là cơ quan lớn nhất. Điều này đúng hay sai? Đây là sự thật. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng ruột cũng to nếu như chúng ta xếp phẳng nó ra. Nhưng không đâu, da mới là nhà vô địch. Bộ da của một người trưởng thành nặng 3,5kg với diện tích là 2m2. Chúng ta không thể thiếu bộ da được. Cơ quan này không chỉ bao phủ cơ thể mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chúng ta. Bạn không thể thở và nuốt cùng lúc, đúng hay sai? Đây là sự thật. Có phải bạn đã biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn thử một lần sau khi nghe tôi nói không? Vậy thì thử xem nào. Trong họng của bạn có hai đường ống quan trọng giúp bạn tồn tại. Tôi sẽ không nêu ra những cái tên mỹ miều trong ngành y đâu, mà sẽ gọi chúng là đường không khí và ống thức ăn. Chúng ngăn không cho việc thở và nuốt diễn ra đồng thời. Nếu không thì đồ ăn có thể đi vào ống không khí và gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Không phải lúc nào hệ thống này cũng hoạt động đúng như kế hoạch. Đó là lý do tại sao mà thỉnh thoảng bạn bị ho để ngăn không cho đồ ăn rơi vào phổi. Có người có vân lưỡi độc nhất vô nhị cũng như vân tay. Điều này đúng hay sai? Đúng thế, riêng chức năng nếm vị đồ ăn của lưỡi thôi đã là quá đỉnh rồi. Những hoa văn trên lưỡi cũng là độc nhất vô nhị. Người ta sử dụng các hệ thống sinh trắc học như quét vân tay, giọng nói và võng mạc để xác thực.
những đặc điểm này cực kỳ quan trọng trong quá trình xác định và kiểm tra. Vân lưỡi là độc nhất và việc sao chép là vô cùng khó. Nó cũng có thể được dùng làm công cụ sinh trắc học. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt đầu dùng hệ thống này trong cuộc sống thường ngày vì lý do an toàn nhỉ? Hãy tưởng tượng đến cảnh bạn khóa két sắt hoặc điện thoại của mình bằng vân lưỡi nào. Người lớn dành 3 tiếng trong nhà vệ sinh mỗi tuần. Bạn nghĩ đây là sự thật hay điều hoang đường? Đây là sự thật. Một cuộc khảo sát do các nhà khoa học thực hiện tiết lộ rằng một người lớn trung bình ở trong toilet 3 tiếng 9 phút mỗi tuần, nghĩa là còn lâu hơn cả thời gian tập thể dục của họ. Cứ tận hưởng đi nào, không cần vội vàng đâu. Mỗi năm bạn nuốt phải 8 con nhện khi ngủ, thật hay đùa? Đừng tin điều đó, thật may cho chúng ta và cả những chú nhện vì điều này sai hoàn toàn. Khỏi phải sợ hãi và đánh một giấc thật ngon nào. Nhện phần lớn đều không cố tình đến gần con người. Ngoài ra thì những rung động đến từ một người đang ngủ có thể khiến chúng sợ hãi. Hoặc nhện chỉ sống trong môi trường của nó mà thôi. Nó nghĩ rằng nó đang chia sẻ phòng với. Nói chung là khi chưa có chứng cứ thì điều này vẫn là hoang đường đối với tôi. Xương đùi có thể chịu được lực lên tới hàng nghìn kg. Bạn nghĩ điều này có thật hay là hoang đường? Vâng, điều này là thật đấy. Mọi người thường gọi nó là xương đùi hay xương femur trong tiếng Anh. Đoạn xương này nằm ở phần trên của chân.